Không cái rồi. Không dạo cái đi. Không được đi. Ai gì? Lấy lưỡi ra. Ừ lưỡi thì ghê. Kì dùng mi coi. Kì dùng mi đi. Rồi như nè. À gì nữa. Đúng rồi. Nói đi, tên gì? Tên là Đồng Phượng Thị Dương. Học lớp mấy? Học lớp lá. Mấy tuổi? 5 tuổi. Tuổi con gì? Tên là Dương. Tuổi con gì? Tuổi con chuột. Con chuột thích ăn gì? Con chuột Dương đã trốn học kệ chưa? Có trốn học không? Có trốn học không? Sao quýnh gì hả? Chạy đi ra quê lại nè. Có trốn học không? Ê! Để cho Thảo đi. Thấy xe kìa, xe. Cười ra, cười đi. Sao? Không phải chạy qua ba.